Xin chào tất cả mọi người, chúng ta cùng quay lại với cái sự phân tích góc nhìn cá nhân của mình đối với thị trường trong tuần qua. Thì trong tuần qua thì các bạn đã thấy là cái trước tiên chúng ta sẽ đi đến đối với cái chart của Bitcoin Dominant. Thì sau khi mà nó breakout ở trên cái khung tuần, nó breakout khỏi cái mô hình này và giá nó đã đi xuống cái vùng 44. Thì khi mà nó đi xuống như vậy thì cái altcoin, tất cả các đồng altcoin nó đều có một cái mức tăng trưởng rất là mạnh. Đồng tăng có một sự tăng trưởng rất là mạnh. Tuy nhiên về cái xu hướng sắp tới của Bitcoin hay là của altcoin, nó có thể nó có một cái sự điều chỉnh mạnh hay không? Thì chúng ta cùng đi vào cái phân tích và cái nhận định của mình trong ngày hôm nay. Thì phân tích và nó chỉ chủ yếu là phân tích dựa trên cái góc nhìn cá nhân của mình thôi. Một trong cái góc nhìn cá nhân thì các bạn có thể tham khảo một cái góc nhìn này để chúng ta có một cái mức chúng ta có thể chốt lời, hoặc là chúng ta có thể có một cái góc nhìn khác về thị trường trong cái giai đoạn này để tránh được những cái sự FOMO quá mức. Thì đối với cái chart của Bitcoin Dominant thì chúng ta cùng xem quan sát ở trên khung 4 giờ. Thì tối hôm qua mình nhận thấy ở trên khung 4 giờ Bitcoin Dominant nó đã bắt đầu xuất hiện cái mô hình hai đáy ở cái khu vực này và nó tiếp tục nó đi lên. Nó tiếp tục nó đi lên thì đối với Bitcoin Dominant mà nó đi lên như này thì nó biểu hiện cho một sự là vốn hóa trong thời gian sắp tới nhé. Đối với mô hình hai đáy thì ở đây là nó là một cái dấu hiệu đảo chiều. Trước đó chúng ta chưa có một bất kỳ một cái dấu hiệu nào đảo chiều rõ ràng đối với Bitcoin Dominant cả. Thì hiện tại đối với cái mô hình này nó đã bắt đầu tạo ra được những cái, ít nhất là nó tạo ra được một cái đỉnh nó cao hơn cái đỉnh đỉnh trước ở trên khung 4 giờ. Cho nên là thời gian sắp tới có thể vốn hóa nó sẽ bắt đầu tiếp tục nó quay lại, nó đổ về Bitcoin. Nó đổ về Bitcoin, nếu mà vốn hóa nó tiếp tục nó đổ về Bitcoin thì chúng ta sẽ có những cái trường hợp như thế nào? Nếu như vốn hóa tiếp tục đổ về Bitcoin thì trong thời gian sắp tới altcoin nó sẽ có tăng trưởng mạnh hay không? Thì theo cái góc nhìn của mình, altcoin nó sẽ tiếp tục sideways và nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh. Altcoin sẽ tiếp tục sideways và tiếp tục có những cái nhịp điều chỉnh. Rồi chúng ta cùng nhìn quay sang cái biểu đồ của Bitcoin. Hiện tại thì cây nến tuần này nó chưa đóng, nhưng mà cây nến tuần trước thì các bạn có thể thấy nó làm hai cái cặp nến này. Nó là một cặp nến nhấn chìm báo hiệu cho cái sự đảo chiều tăng giá ở trên khung tuần. Nhưng mình đáng chú ý, mình đang lưu ý đến cái volume ở đây. Cái volume ở trong cái thời điểm này, cái volume của cây nến tuần đằng trước này nó không có volume, và cái cây nến tuần này nó còn khoảng một ngày 20 giờ nữa nó sẽ đóng. Nhưng đối với cái volume này thực sự nó chưa có một cái sự nào nó đột biến. Và chúng ta mở ra trên cái biểu đồ khung ngày. Khung ngày thì hiện tại như các bạn thấy chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cây nến nó đang đóng nến ở dưới cái mốc Fibo là 0.68, đo từ cái đỉnh 65.000 về cái đáy 46.900. Thì giá nó đang break. Giá nó đang bị reject tại cái vùng này.
Thì điều kiện để mà nó tăng tiếp, nếu mà nó tăng tiếp thì trong cái cây nến ngày ngày mai nó đóng này, thì bắt buộc nó phải đóng ở trên cái mốc Fibo 0.618. Còn nó đóng, trường hợp nó đóng ở trên cái mốc Fibo 0.618 như vậy thì tiếp theo thì Bitcoin nó sẽ đi đâu? Nó đóng ở trên cái mốc Fibo 0.618 này thì tiếp theo Bitcoin nó có thể tăng lên khoảng khu vực 61.000 đến 62.885. Thì đây là trường hợp nếu mà Bitcoin cái nến ngày nó đóng ở bên trên mốc Fibo 58.050. Thì mục tiêu của nếu mà chúng ta vào cái lệnh mua thì giá mục tiêu của chúng ta nó có thể lên đến khoảng 60.000 đến 62.800. Tuy nhiên mình vẫn mình theo cái nhận định của mình ấy, thì các bạn nhìn thấy ở trên cái biểu đồ này, các bạn nhìn thấy ở trên biểu đồ thì trên khung ngày Bitcoin đang tạo được cái đáy thấp hơn cái đáy đằng này, thì có thể nó sẽ có một cái sự sắp tới nó sẽ điều chỉnh giảm khá là sâu. Đây là quan điểm cá nhân của mình nhé. Mặc dù mình vẫn bỏ ngỏ cái khả năng nó tăng ấy, nhưng mình nói với các bạn là nếu mà cây nến ngày ngày mai này nó đóng ở trên cái mốc này thì chúng ta sẽ mua lên với mục tiêu này cao hơn có thể là những cái mốc ở trên này. Nhưng nếu mà nó không đóng ở trên mà nến tuần tiếp tục đóng về một cái giá xấu thì nó sẽ cho chúng ta một cái xu hướng giảm giá ở trên khung ngày. Trên khung ngày, nếu các bạn muốn short, các bạn muốn short thì chúng ta phải chờ đợi ra một cái điểm nó phá vỡ để chúng ta tìm cái điều kiện để chúng ta short. Hiện tại thì ở đây mình đang trên khung 4 giờ thì mình nhìn thấy là giá nó đang muốn đi đi lên, giá nó đang muốn đi lên, nhưng mà trên khung ngày thì nó thực sự nó cũng chưa được rõ ràng cho lắm, thì chúng ta phải cần chờ cái điều kiện hết cái ngày mai thì cây nến ngày nó đóng ở trên cái mức là 58.050, thì chúng ta thực hiện cái lệnh long thì nó an toàn hơn, thì khi đó nó đã đủ cái điều kiện để nó xác nhận tăng tiếp. Xác nhận tăng tiếp nhưng mà nó tăng tới đâu thì ở trong khoảng 60 đến 62.000 thì đó cái mục tiêu nếu mà nến nến tuần nó đóng, là đến ngày nó đóng ở trên cái mốc đó của mình. Để kết hợp đối với cái sự thứ nhất là chúng ta có sự đảo chiều này, đảo chiều của Bitcoin Dominant với lại cái mô hình giá ở trong đối với biểu đồ của Bitcoin thì sắp tới altcoin nó sẽ như thế nào? Thì đa phần thì các bạn nhìn thấy là một vài altcoin nó đã tăng rất là mạnh, thậm chí nó x10 như ETC chẳng hạn. Như ETC. Nó đã x10 và nó biểu đồ này nó đang tăng rất là mạnh. Nhưng mà đến một cái mức đến một cái sau một cái giai đoạn tăng mạnh như thế thì kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ có những cái nhịp điều chỉnh. Hôm qua mình có thực hiện được một cái lệnh short theo cái mô hình này khi mà giá nó break out và nó đã chạm cái target của mình quanh cái mốc là 110. Quanh mốc 110 thì xu hướng Bitcoin theo cái nhận định của mình là sắp tới, vì trên cái khung ngày này nó đã xuất hiện những cái đáy sau nó thấp hơn những cái đáy đằng trước này, cho nên mình thiên về cái xu hướng giảm nó nhiều hơn. Thì đây nó là một cái góc nhìn cá nhân của mình. Tuy nhiên nếu mà nó thỏa mãn được những cái điều kiện tăng tiếp thì mình sẽ mua, lên và đặt những cái mốc chốt lời ở quanh cái khu vực này thôi, và mình rời điểm stop loss về cái điểm vào lệnh của mình quanh khu vực 58.000 đấy. Thì cái lệnh đó thì mình sẽ không, kể cả nó quay xuống thì mình sẽ không bị lỗ. Mà trong trường hợp nó có dấu hiệu xuất hiện nó đảo chiều ở cái khu vực 60.000 đến 62.800 này,
có cái dấu hiệu đảo chiều thì mình sẽ vào, mình sẽ chốt lời cái lệnh mua, và mình có thể mình sẽ chuyển sang lệnh bán. Và cái mục tiêu của cái lệnh bán của mình á thì nó sẽ có thể nó sẽ giảm sâu về cái mức 36.000. Nhưng mà trước tiên thì nó sẽ vậy, nó phải quay lại nó test lại cái mốc 52.000 đã. 52.000 đến 49.000. Và sâu hơn thì nó thủng về dưới cái mốc này. Vì cái tín hiệu phân kỳ ở đây thì nó rất là rõ ràng rồi, nhưng mà an toàn hơn thì chúng ta phải cần phải chờ đợi nó xác nhận đỉnh ở cái khu vực này thì chúng ta mới vào một lệnh short. Chúng ta chỉ cần xác nhận đỉnh thôi, một cái đỉnh sau nó thấp hơn là chúng ta đã có đủ cái điều kiện để chúng ta vào lệnh short rồi. Thì đối với các bạn đã mua ăn coin ở những cái vị thế đẹp, ở những cái vị thế đẹp thì đến cái giai đoạn này thì các bạn nên làm gì? Các bạn nên làm gì nếu mà các bạn kỳ vọng một cái mức lợi nhuận nó tốt hơn đi nữa, thì chúng ta có thể rời cái điểm stop loss của chúng ta lên cái điểm cái mức hòa vốn, mặc dù kể cả Bitcoin nó có chỉnh đi chăng nữa thì chúng ta vẫn bảo toàn cái lợi nhuận mà chúng ta đang bảo toàn vốn được của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta đã có cảm thấy lợi nhuận nó đủ rồi thì chúng ta sẽ chốt dần khoảng 10, 20, 30, 50%. Cái đấy là tùy các bạn, tùy cái sự quản lý vốn của các bạn. Trong trường hợp vốn của các bạn như thế nào thì mình cũng không có thể nào nó kỹ được như cái quan điểm cá nhân của mình. Thì mình đến cái giai đoạn này thì mình sẽ chốt lời từng phần và mình rời stop loss lên cái điểm hòa vốn thôi, để trường hợp nếu mà Bitcoin nó có đào về cái vùng 36.000 đi nữa thì mình cũng sẽ không bị lỗ và mình đã bảo toàn cái lợi nhuận của mình. Khi mà nó về vùng đó thì mình sẽ tiếp tục mình mua altcoin và mua thêm cả Bitcoin nữa. Bitcoin tăng, Dom tăng thì altcoin nó sẽ có cái xu hướng nó sideways và nó giảm điều chỉnh. Nhưng trường hợp mà Bitcoin mà giảm mà Dom tăng thì sắp tới altcoin nó có, chắc chắn một điều là altcoin nó sẽ rất là đỏ lửa. Thì đây là một vài cái nhận định cá nhân của mình về cái thị trường ở trong cái giai đoạn cuối tuần này. Các bạn có cái thắc mắc gì hay có cái gì đóng góp cho mình thì có thể là comment ở dưới cái link clip này nhé. Rồi, xin cảm ơn, chào tạm biệt các bạn.